Giải mã bức ảnh mannequin hút 31 triệu lượt xem và câu chuyện rợn người đằng sau tiệm váy cưới. Trước mắt bạn là bức ảnh chụp một con mannequin mặc váy cưới, có tên là cô dâu La Basculita, được trưng bày trong cửa hàng áo cưới La Popular thuộc thành phố Chihuahua, Mexico. Điều đáng sợ của con mannequin này không chỉ vì nó có vẻ ngoài trông giống người, mà bởi vì người ta nghi ngờ nó chính xác là một con người bằng xương bằng thịt. Được biết, mannequin này được tạo ra bởi chính chủ nhân của cửa hàng từ hơn 90 năm về trước. Sau khi xuất hiện lần đầu tiên vào ngày 25 tháng 3 năm 1930 trong bộ sưu tập xuân hè năm đó, nó đã khiến cho người dân Chihuahua bị cuốn hút bởi gương mặt vừa thanh tú vừa sắc sảo đến từng đường nét, từ sống mũi cao cho đến đôi mắt to hút hồn. Nhiều dân địa phương còn phát hiện sự giống nhau đến kỳ lạ giữa người đẹp mannequin với cô con gái của bà Esparza, chủ tiệm áo cưới. Trùng hợp hơn nữa là trước đó không lâu, cô con gái rất giống mẹ này vừa qua đời đúng vào ngày cưới vì bị nhện đọt cắn. Bắt đầu từ đó, dư luận địa phương rộ lên tin đồn là Basculita là xác ướp cô con gái xấu số của bà chủ tiệm. Và hàng loạt những truyền thuyết ma quái được đồn đại như người đẹp mannequin thường sẽ rời khỏi tiệm vào ban đêm để thực hiện những chuyến đi bí ẩn, hay vì cô thường tự động thay đổi tư thế sau mỗi đêm. Thậm chí có người còn khẳng định mình nhìn thấy mannequin này khóc, cười và chớp mắt. La Basculita rất nhanh đã trở thành tâm điểm gây ra những cuộc tranh luận kéo dài suốt nhiều năm qua. Các chuyên gia cho rằng mannequin La Basculita không thể là xác ướp vì nó không thể được bảo quản hoàn hảo trong môi trường đơn sơ của tiệm áo cưới như vậy. Thế nhưng nhiều lời đồn đại rùng rợn về La Basculita và sự ma ám của tiệm áo cưới La Popular vẫn tiếp tục xuất hiện. Ví dụ như một nhân viên của tiệm áo cưới kể rằng mannequin này có đôi tay rất giống bàn tay người thật. Theo thời gian, lớp biểu bì có phần khô đi và co rút dần khỏi móng tay, hệt như xác ướp. Thậm chí còn có cả vết giãn tĩnh mạch ở chân của La Basculita. Người này còn cho biết, mỗi lần đến gần con mannequin, tay tôi đổ mồ hôi dữ dội. Đôi tay của cô ấy trông rất thật. Tôi tin rằng cô ấy thật sự là một con người. Có người còn kể rằng, chỉ hai nhân viên của tiệm áo cưới được phép thay đồ cho La Basculita sau cánh cửa đóng kín mỗi nửa tháng một lần. Họ tiết lộ rằng thân hình của La Basculita không phải là của mannequin. Nhiều khách đến tiệm áo cưới còn nói họ luôn bị La Basculita dõi theo với ánh mắt lo lắng và họ tin rằng có sự sống nào đó tồn tại trong La Basculita. Bất kể người dân hoặc khách du lịch đứng về phía nào thì cũng không thể phủ nhận rằng những điều bí ẩn về La Basculita là câu chuyện ma ám rất cuốn hút. Cho dù đó là xác ướp của con gái bà chủ tiệm áo cưới hay là một mannequin được làm cực kỳ tinh xảo, thì sự nổi tiếng của La Basculita đã đưa tiệm áo cưới La Popular từ vị trí khiêm tốn tại một góc phố ở Chihuahua trở thành điểm đến ma ám khiến nhiều người dân và khách du lịch tìm đến mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tin Ba Phút Bí ẩn là một kênh thuộc hệ thống của Tin Ba Phút chuyên về các chủ đề bí ẩn tâm linh. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm các clip ly kỳ hấp dẫn mỗi ngày.